Tisu xin chào cả nhà, chào đón chị em mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Shop. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì Tisu sẽ chia sẻ cho chị em mình cái mẫu áo dài cách tân. Đây là mẫu áo dài cách tân mà chị em mình thấy là nó có cái phần cổ dúng tay phồng và cái thân là dài xuống ha. Thì thật sự ra cái áo dài cách tân thì mình cắt nó chỉ là cái áo kiểu mà dài tà và mình thả thôi, thì nó cũng khá là đơn giản. Hôm nay mình thì mình sẽ cùng nhau thực hiện cho cái mẫu này, và xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể chị em mình nha. Bước đầu tiên thì các chị sẽ kẻ ngang qua cho em một đường. Cái đường này thì nó sẽ bằng là vai chia cho 2. Vai ở đây là mình sẽ lấy là bằng 32 chia 2 bằng 16. Mình làm theo số đo nha các chị nha. Rồi hạ vai cho mình xuống là 4. Vào cổ thì mình sẽ lấy là cổ chia cho 5. Cổ chia cho 5 là bằng 30 chia cho 5 là bằng 6. Mình lấy qua một đường là 6, sau đó là nối liền. Kế tiếp là các chị sẽ lấy cho em cái phần hạ ngực. Áo này thì mình sẽ lấy hạ ngực bằng cái công thức là ngực chia cho 5, các chị cộng cho em 1,5. Dòng ngực của mình ở đây là 80 chia cho 5 cộng 1,5 là bằng 2. 16 cộng cho 1,5 là bằng 17,5. Lấy xuống cho em 17,5 ở đây. Sau đó là lấy hạ eo. Hạ eo ở đây thì mình lấy bằng số đo là bằng 35. Rồi từ đây các chị xuống lấy cho em 18. Rồi chúng ta sẽ có được những cái ô. Kế tiếp thì các chị sẽ lấy cho em cái phần ngang ngực, ngang eo và ngang mông. Ngang mông thì mình sẽ lấy là bằng mông chia cho 4, các chị cộng cho em 2,5. Dòng mông của mình ở đây là bằng 80. 80 chia cho 4 cộng cho 2,5. 20 cộng 2,5 là bằng 22,5. Lấy qua một đường. Rồi ngang eo. Ngang eo thì mình sẽ lấy là eo chia cho 4 cộng cho 2. Eo ở đây của mình là 66 chia 4 cộng cho 2 là bằng 16,5 cộng cho 2 là bằng 18,5. Mình lấy qua một đường là 18,5. Sau đó là ngang ngực. Ngang ngực thì các chị sẽ lấy cho em là ngực chia cho 4 cộng cho 2. Dòng ngực là 80 chia cho 4 cộng cho 2 là bằng 22. Lấy qua 22. Rồi mình sẽ nối cái đường này. Nối đường này ra cái phần hông và các chị sẽ đi thẳng đường vuông góc xuống cho em, là mình kéo dài được cái tà áo. Và khi mà các chị may nhấn bên tà, sẽ tà thì mình có thể nhấn ngay đường eo, hoặc các chị lên eo 3 phân là các chị sẽ xẻ tà ha. Thì cái kỹ thuật xẻ tà thì các chị sẽ làm theo giống như là áo bình thường của áo dài. Sau đó là mình dựng vuông góc nè, lùi cho em 2 phân nè, chia làm đôi nè, chia làm đôi lần nữa nè. Rồi mình sẽ có được cái phần cổ áo. Và cái áo này nó là cổ tròn. Từ đây thì các chị sẽ lùi vào cho em là 3 phân. Sau cổ xuống cho em là 10,5. Để em coi lại. Sau cổ xuống cho em là 9 ha. Dựng đường vuông góc. Rồi vẽ cho em một cái cổ tròn. Cái phần bên này thì mình sẽ đi một cái đường dài. Dạ, các chị sẽ chia đôi cái đường này ra, vẽ cho em một cái xếp ở đây. Và trên cái phần cổ này có 1, 2, 2, 3, 3 cái đường. Mình sẽ lấy 1, 2 và 3. Thì các chị sẽ chia cái phần cổ này ra thành hai phần đều nhau. Các chị sẽ chia tiếp một phần hai còn lại ra thành 3 điểm nhấn. Và mỗi cái điểm nhấn này thì các chị sẽ đi về phía góc này cho em nha. Và để mà mở được cái phần góc này, lát nữa thì sau khi cắt xong được cái phần thân sau thì Tisu sẽ chỉ cho mình cái cách mình mở cái phần bên để có được ba cái đường xếp ly này. Mỗi cái xếp ly này nó là một phần. Rồi đây là cái phần thân trước mình mới vừa thực hiện xong nè. Mình mới vừa thực hiện xong được cái phần thân trước ha.
Rồi bây giờ Tiso sẽ cắt cái rạch. Rồi mình cắt được cái phần gạch này, em sẽ đặt lên đây để em vẽ cho cái phần thân sao. Sau đó là mình sẽ bắt đầu biến kiểu sao nha cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ đi một đường nè, các chị đi lên cho em đường này hai phân nè, và mình cũng vẽ tương tự như cái phần áo kiểu hoặc áo đầm, tại vì cái này là áo dài cách tân cho nên là mình sẽ vẽ nó theo một cái phong dáng khác so với cái áo dài bình thường cổ điển. Rồi các chị cũng lấy cho em cái phần hông và đi xuống. Rồi chúng ta sẽ vẽ được cái phần hông và lấy lại cho em cái đường ngang eo, mình đi cái đường cổ. Cổ này thì nó sẽ cắt cổ dưới là 4 phân các chị ha. Và ở đây cái áo dài cách tân này á, là mình sẽ có cái đường dây kéo, mình sẽ có cái dây kéo ở phía sau hoặc là bên hông tùy ý các chị. Rồi mình sẽ làm cái dây kéo ở phía sau. Dây kéo phía sau thì khi mình đặt mình mở ra. Đây, lụa này cho mình 3 ly, phần này 1,5 phân. Thì khi các chị đặt cái phần rập á, lên cái phần này là nó là vải gấp đôi, thì các chị sẽ đặt xéo cái đường này lùi ra cho em hai phân rồi mới đặt cái đường này lên, thì nó sẽ hở trống cái khoảng này, thì các chị sẽ đọc được cái đường chúng ta tra dây kéo mà phần dưới lai này nó vẫn là nằm êm nha. Rồi các chị sẽ chia làm đôi một lần nữa. Thì các chị sẽ có được cái phần bên, thì đây là cái phần thân sau. Thân sao mà chúng ta có được cho cái phần áo dài cách tân này. Bây giờ thì Tiso sẽ cắt. Rồi mình sẽ cắt được cái phần thân áo nè. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình thực hiện cho cái phần tay phòng. Tay phòng á thì mình sẽ đo cho Tiso cái dòng nách thân trước. Dòng nách thân trước này á mình đo được nó là bằng 21. Dòng nách thân đó là thân sau ha, thân trước này mình đo được là 20. Thì các chị sẽ kẻ cho em một cái đường thẳng nè. Rồi từ đây thì mình đo xuống nó là bằng ngực chia cho 5, ngực chia 10,3. Rồi thì dòng ngực của mình là 80 ha, mình chia 10 là bằng 8, cộng cho 3 thì nó sẽ bằng là 11. Mình sẽ lấy xuống một đoạn là 11. Sau đó thì các chị sẽ lấy cái dòng nách thân trước nè, 20 cộng 21 thì nó sẽ được là 41. Các chị chia làm 2 thì các chị sẽ được là 20,5. Thì 20,5 này á, thì mình sẽ đặt cho nó qua cái đường xéo này là 20,5. Chia làm đôi. Đó. Rồi các chị sẽ lấy cho em cái phần dài tay. Đây các chị sẽ lấy cho em là bằng cái tay này là tay lẫn ha các chị, dài tay cho em là 35 thôi. Rồi các chị nối vô. Ở đây cái phần là tay này cửa tay thì các chị sẽ đo bằng là cửa tay chia cho 2 cộng 1 và chúng ta ra được cái phần tay áo. Bây giờ tiếp tục với cái phần tay này thì nó sẽ là tay phòng. Tay phòng thì các chị sẽ cắt chừa cho em cái phần này ra.
là 7 phân. Sau đó là mình sẽ tăng cái chiều dài cho cái phần tay áo này. Rồi, ở đây thì các chị sẽ lên cho em 7 phân rồi. Rồi từ đây lên cho em 7 phân nữa. Rồi các chị sẽ nối ngang qua. Thì các chị sẽ được lên cái phần đỉnh tay phòng thì nó lên 7 phân. Và cái này 7 phân thì các chị sẽ may rút dúng. Và cái này nó sẽ tự tạo đồ phòng. Và muốn cho cái tay mình nó phòng đứng đẹp thì ở phần đầu tay này các chị sẽ giảm cho em mỗi cái đầu tay vô là 7 ly thì nó sẽ đứng được cái phần tay phòng hơn. Các chị nhớ lưu ý ha. Mình sẽ giảm lại cái phần đầu vai của cái phần áo thì cái phần đầu tay của mình nó mới đứng, nó mới đẹp. Rồi, tay phòng là xong nha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho chị em mình cái cách mình mở cái phần bên. Mở cái phần bên thì các chị sẽ rã cho em cái phần eo này ra nè. Cái phần bên này thì các chị sẽ giữ nguyên ha. Mình không có xếp bỏ cái phần bên này, mình vẫn giữ, mình chỉ cắt cái đường mở thôi. Thì ở đây là nó sẽ có 3 đường đúng không? Thì các chị sẽ tăng cho em. Ở đây mình vẫn giữ 2 phân, nhưng mà các chị vẫn phải tăng cho em cái độ rộng của cái phần eo á. Này ví dụ như em xếp cái phần này thu nè. Cái eo này mình đo ngang qua nó là bằng 19,5 nha. Thì bây giờ em thu cái phần eo này nè. Em thu cái này vô. Cái này 3 phân thì mỗi một cái bên gì là 1 phân. Thì cho 1 phân rưỡi đi. Thì mình sẽ lấy 1 phân rưỡi nè, mình nhân cho 3 thì nó sẽ ra 4 phân rưỡi. Thì em sẽ xếp cái phần này nè. Em xếp cái phần này cộng thêm 2 phân rưỡi nữa là của 2 phân nữa là của bên là nó là 6 phân rưỡi. Thì em sẽ xếp thu cái phần này 6 phân rưỡi lại nè. Các chị nhìn em xếp thu này nha. Xếp thu lại 6 phân rưỡi. Và nếu như mà các chị muốn thu cái phần sườn thì các chị có thể xu thêm vô để mình mở rộng cho cái phần cổ. Còn không thì các chị để đây. Hoặc là các chị có thể là thu cái phần này chỉ 4 phân thôi, phần này xuống 2 phân. Thì các chị sẽ phải so lại cái phần tàn của thân sau, cái nào cũng được. Nhưng mà ở đây thì em sẽ chọn cái cách là em thu cái phần này vô 6 phân rưỡi. Đây 6 phân rưỡi. Rồi em mở rộng cái phần này ra. Phần này mở rộng ra và dán cái này ra. Không dùng cái phần dưới ha. Rồi em đặt cái phần này lên. Đặt cái phần này lên đây cho các chị dễ nhìn thấy. Rồi mình đi ngang cái đường này qua lại cho em nè. Hồi nãy của mình là 19 đúng không? Bây giờ các chị cũng lấy đúng cho em bằng 19. Thì mình vẫn lấy điểm giữa của cái phần bên của áo trên thân thì nó vẫn có ha. Phần này các chị điều chỉnh nó lại trở nên cho nó về lại với đường sườn. Và cái đường này thì mình đã mở rộng ra nè, được 6 phân nè. Thì mình có 3 cái 1 thì thành ra là 2 đúng không? Thì đây các chị cắt mở ra là 2. Chỗ này các chị lấy dấu là 2, chỗ này lấy dấu là 2 thì các chị sẽ đủ. Và xếp 3 cái đường cổ nó vừa vặn ở trên thân là như vậy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cắt. Các chị sẽ cắt như thế này. Và sau khi cắt xong thì ở đây mình sẽ có một cái xếp ly nè. Các chị sẽ xếp vô cho em một cái xếp ly. Rồi ở đây một cái xếp ly nữa nè, hai cái nè. Và ở đây một cái xếp ly nữa là 3 nè. Thì các chị sẽ xếp được 3 cái đường xếp ly ở trên cái phần thân áo. Và mình sẽ cắt gọt lại cho cái phần cổ áo cho nó đúng bằng cái đường xếp ly. Rồi sau đó mình mở bung ra thì các chị sẽ thấy là chúng ta có được 3 cái đường xếp ly. Và mình sẽ ráp cái đường này lại với lại cái phần thân. Thì khi mà các chị ráp lại với phần thân thì chúng ta sẽ hoàn tất được cho cái phần mẫu áo dài cách tân mà có cái phần cổ thì cổ xếp và tay phòng giống như hình.
Và Tisu cũng mới vừa chia sẻ xong cho chị em mình cái mẫu áo này. Thì nếu mà cả nhà mình xem có cái phần nào không hiểu rõ thì có thể bình luận ở bên dưới thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình. Chúc cả nhà mình thành công.